Vụ đông xuân năm nay, nhờ mạnh dạn sử dụng các giống lúa mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất lúa nước tại xã Đắc Bờ Si đạt trên 45 tạ trên 1 hecta, tăng trên 10 tạ trên 1 hecta so với niên vụ trước. Cánh đồng thôn 9, thôn 10 xã Đắc Bờ Si có diện tích trên 10 hecta. Trước kia, người dân trong thôn chủ yếu sử dụng các giống lúa địa phương với kỹ thuật canh tác lạc hậu, không sử dụng phân bón và gieo xạ không đúng mùa vụ, nên năng suất lúa chỉ đạt khoảng 20 đến 30 tạ trên 1 hecta. Thậm chí có diện tích mất trắng do người dân không phòng ngừa sâu bệnh. Vụ đông xuân 2017-2018, được sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã đưa giống lúa HT1 vào gieo trồng. Bên cạnh, gieo xạ đúng thời vụ, sử dụng phân bón và điều tiết nước phù hợp, nên cho năng suất, sản lượng tăng cao. Cái năng suất hiện tại là theo đánh giá của hội nông dân xã là cái cao, kế hoạch của ban là cái năng suất nó đạt so với cái vụ trước đạt 4,5, 4,6 trên một sào. So với các vụ khác là vụ này nó tăng từ đó là cũng hơn 50%. Vụ đông xuân năm nay, toàn xã Đắc Bờ Si gieo trồng trên 93,1 hecta lúa nước. Khác với các vụ mùa trước, trong vụ lúa này, 100% diện tích gieo trồng đã được nhân dân sử dụng các giống lúa mới như Nhị Ưu 838, HT1, RVT, Bắc Thơm 9, thay vì sử dụng giống lúa địa phương như trước đây. Trong làng dân thì không giống như hồi trước nữa. Trước kia thì trong làng thì chưa biết cách sử dụng phân, rồi còn thuốc phun bổ lạ đồ chưa biết. Bây giờ bữa nay là nó rất nhiều loại thuốc, là mình tìm hiểu nhau rồi mình mua thuốc mình mua phân mình bón, nó được hơn giống như năm trước. Không chỉ mạnh dạn sử dụng giống lúa mới và thay đổi phương thức canh tác, nhiều hộ dân cũng mạnh dạn đầu tư mua máy tuốt lúa chạy bằng xăng thay vì đập thủ công như trước để tiết kiệm chi phí trong quá trình thu hoạch và nâng cao hiệu suất lao động. Dùng cái máy này nó lợi cho mình, nó vừa nhanh rồi còn nó cũng đảm bảo sức khỏe của mình. Trước kia mình dùng máy tuốt kia mình dậm bằng chân thì nó mệt, và vừa mệt mà vừa lâu. Mình làm giống như nó chừng này thì nếu mà dậm kia là nó chắc cũng được 2 ngày, mà bây giờ mình dùng cái máy này chắc cỡ tầm 2 tiếng đồng hồ là xong. Máy này nó tiện, nó nhanh như thế. Bây giờ là các cái giống khác, là riêng Đắc Bờ Si này là giống mới vào đây rất là nhiều rồi, mà hiện nay là các bà con là chúng ta bỏ hẳn luôn cái giống cũ, chúng ta tập trung với cái giống mới, với lại tỷ lệ nó năng suất nó rất cao. Nên bây giờ là bà con cũng đã biết áp dụng kỹ thuật về sản xuất, thứ nhất là có sử dụng phân bón này, thứ hai là các sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu này, bảo vệ thực vật này. Việc đưa các loại giống mới và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng lúa nước tại xã Đắc Bờ Si, mà qua đó đã làm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tập tục canh tác lạc hậu của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đắc Hà.